Sao các bé? Các bé có biết đây là con gì không? Đây là con gà trống. Con gà trống. Đố các bé biết con gà trống kêu thế nào? Con gà trống có cái mào màu đỏ. Màu đỏ. Còn đây là con gà mái. Con gà mái. Đố các bé biết con gà mái màu gì? Con gà mái màu vàng. Màu vàng. Con gà mái kêu thế nào nhỉ? Chúng mình vừa nghe tiếng gà kêu rồi. Bây giờ chị đố các bé biết con gà có mấy chân? Đúng rồi, con gà có hai chân. Con gà ăn gì? Con gà ăn lúa và gạo. Các bé ơi, con gà là loại gia cầm được nuôi phổ biến ở trong các gia đình đấy. Các bé vừa xem một video rất là thú vị về con gà đúng không nào? Các bé nhớ nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên được theo dõi những video mới ở trên kênh nhé. Xin chào các bé!